Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Tiếp theo sau đây, chị Mỹ Lan sẽ mở đầu cho phần tin thế giới. Thưa quý vị, cha mẹ ở Anh Quốc được khuyên chớ để cho con em xem Quiz Game. Một hội đồng thành phố địa phương của Anh Quốc kêu gọi các bậc cha mẹ không nên cho trẻ em xem trò chơi câu mực sau khi có phúc trình cho hay trẻ em bắt chước thách thức của bộ phim. Một hội đồng địa phương ở Anh Quốc đã viết một lá thư gửi cho các bậc cha mẹ kêu gọi họ không nên cho phép con em của mình xem Squid Game vì có nhiều phúc trình cho thấy trẻ em bắt chước hành vi bạo lực để tái hiện các cảnh trong chương trình. Thưa quý vị, trò chơi câu mực là bộ phim được xem nhiều kỷ lục với hơn 111 triệu lượt người trong vòng chưa đầy một tháng. Loạt phim kể về hành động của một nhóm người thực hiện một loạt trò chơi trẻ em giết người để giành đủ tiền trả nợ. Hội đồng Central Bedfordshire đã gửi email tới các bậc cha mẹ và người giám hộ trong quận kêu gọi họ cảnh giác sau khi BBC đưa tin cho hay trẻ em ở Lincoln đang thảo luận về việc diễn lại một số cảnh dựa theo Squid Game. Em có xem cái bộ phim này chưa? Dạ chưa chị. Chị đang xem cái bộ phim này. Bây giờ nó đang hot lắm, phim này phim của Hàn Quốc. Mà chị phải công nhận rằng là nó dàn dựng những cái cảnh giết người rất là man rợ. Thì thật sự là không nên cho trẻ em coi. Đây là phim có người lớn. Tại vì cái này là nó chiếu ở trên Amazon đó. Nó trên Netflix có. Thành ra là chị thấy cái lệnh này đưa ra cũng đúng. Tại vì nó rất là bạo lực và trẻ em nó coi nó bắt chước đó, nó muốn dàn dựng lại rất là nguy hiểm. Rất là nguy hiểm. Em coi thử đi sẽ biết. Mình coi được, đừng cho con nít coi. Ok chị. Và kính thưa quý vị, bản tin tiếp theo cho biết, băng đảng Haiti đã bắt cóc nhóm nhà truyền giáo đòi 17 triệu Mỹ Kim tiền chuộc. Băng đảng Haiti đã bắt cóc và đang giam giữ 17 thành viên của nhóm nhà truyền giáo Cơ Đốc, trong đó có 5 trẻ em, thưa quý vị. Hầu hết họ là công dân của Hoa Kỳ và chỉ có một người là Canada. Tin từ Port-au-Prince, Haiti cho hay là băng nhóm đã bắt cóc 17 người nói trên đã lên tiếng đòi khoản tiền chuộc là 1 triệu Mỹ Kim cho mỗi người. Theo Bộ trưởng Tư pháp Haiti Liz Quito, thì khi biết yêu cầu không được đáp ứng, họ sẽ xem xét đề nghị ngược lại từ phía thành viên của gia đình của các nạn nhân và các cuộc thương lượng có thể mất vài ngày hoặc là vài tuần. Haiti đã rơi vào tình trạng bất ổn chính trị trong nhiều năm qua và số vụ bắt cóc người giàu và lẫn người nghèo diễn ra thường xuyên đáng báo động. Cảnh sát tin rằng nhóm bắt cóc các nhà truyền giáo là một trong những băng nhóm nguy hiểm nhất đang hoạt động tại Haiti và cũng là một trong những băng nhóm đầu tiên tham gia các vụ bắt cóc hàng loạt được gọi là 400 Maguzu đang kiểm soát khu vực ngoại ô Port-au-Prince. Nhóm này đã gây kinh hoàng nhiều tháng qua, các cuộc xung đột với băng nhóm đối thủ và bắt cóc các thương gia lẫn viên chức cảnh sát. Băng nhóm này bị quy trách nhiệm là đã bắt cóc 5 linh mục và 2 nữ tu sĩ trong năm nay, được cho là đã giết Anderson Belloni, một nhà điêu khắc nổi tiếng, người làm việc để trợ giúp các cộng đồng nghèo tại Haiti. Hoa Kỳ mở nhà máy sản xuất vaccine ở ngoại quốc đáp ứng nhu cầu tăng vọt. Thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ là ông Joe Biden đã gặp gỡ Tổng thống Kenya là ông Uhuru Kenyatta vào tuần qua, tuyên bố sẽ tặng hàng triệu liều COVID-19 cho Liên minh châu Phi để nỗ lực thu hẹp khoảng cách tiêm chủng giữa các quốc gia giàu và nghèo. Tuần này, các viên chức tài chính Hoa Kỳ sẽ đến Nam Phi và Ấn Độ để nói về cách Hoa Kỳ giúp cho thúc đẩy về việc sản xuất vaccine ở những nơi trên thế giới có tỷ lệ tiêm chủng thấp. David Marchick của Tổ chức Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ đang dẫn đầu một nhóm viên chức chính phủ của ông Biden trong chuyến đi sẽ đến thăm 3 địa điểm sản xuất vaccine mà Marchick cho biết có thể giúp cho sản xuất 2 tỷ liều vaccine vào cuối năm 2022. Theo Marchick, thì nhóm thương gia và giới chức Hoa Kỳ đang cố gắng giúp cho thiết lập các trung tâm sản xuất vaccine giống như là Silicon Valley. Ông Biden đã cam kết chia sẻ tổng cộng 1.1 tỷ liều vaccine cho các quốc gia toàn cầu, cam kết biến Hoa Kỳ thành kho vũ khí vaccine của thế giới. Các chuyên viên y tế ước tính rằng 11 tỷ liều là cần thiết để tiêm chủng cho 70% dân số thế giới. Anh Quốc ghi nhận COVID-19 biến thể mới mạnh hơn Delta, đó là bản tin tiếp theo thưa quý vị. Các nhà khoa học trên thế giới đang theo dõi chặt chẽ loại COVID-19 đột biến của biến thể Delta đang lây lan ở Anh Quốc. Cơ quan y tế công cộng của Anh Quốc vào hôm thứ Sáu cho biết, họ đang theo dõi một loại virus đột biến của biến thể Delta,
được gọi là AY4.2 đã lây nhiễm ngày càng nhiều. Xin lỗi quý vị, đã lây nhiễm ngày càng nhiều người trong thời gian gần đây. Ông François Ballas, giám đốc Viện Di truyền Đại học London vào hôm thứ Bảy cho biết, loại biến thể AY4.2 có thể lây truyền nhiều hơn 10% so với biến thể Delta phổ biến ở Anh Quốc. Thầy bác sĩ Scott Goliath, cựu ủy viên Tổ chức Kiểm soát Thực phẩm và Thuốc men của Hoa Kỳ, thì biến thể mới không phải là nguyên nhân gây lo ngại ngay lập tức, nhưng kêu gọi nghiên cứu khẩn cấp để tìm xem liệu biến thể mới được tìm thấy có lây nhiễm nhiều hơn hay không. Bác sĩ Jeffrey Barrett, trưởng nhóm gen y tế của Viện Wellcome Trust Sanger cho biết, AY4.2 là hậu duệ Delta duy nhất đang làm số ca nhiễm tăng đều đặn và cảnh báo rằng AY4.2 đang thay thế Delta chậm hơn so với Delta thay thế biến thể Alpha thống trị trước đây. Và đó là phần tin thế giới. Sau phần quảng cáo thông tin thương mại, chị Mỹ Lan và Hoàng Dung sẽ trở lại với phần tin châu Á với những tin chính sau đây. Các lãnh đạo cơ quan tình báo Nam Hàn, Nhật Bản và Hoa Kỳ thảo luận về thực lực hỏa tiễn của Bắc Hàn. Hồng Kông kết án tù 5 sinh viên vận động dân chủ.